Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil, CBF, đã quyết định sa thải huấn luyện viên tạm quyền Fernando Diniz sau chuỗi thành tích yếu kém của đội bóng. Họ đã tìm xong người thay thế, đó là huấn luyện viên Dorival Júnior, người dẫn dắt câu lạc bộ Sao Paulo. Dù CBF chưa thông báo chính thức việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới, nhưng ông Dorival Júnior đã sớm nói lời chia tay câu lạc bộ Sao Paulo để dẫn dắt Seleção. Chia sẻ trước báo giới, ông Dorival Júnior cho biết, việc được CBF mời giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ cá nhân. Điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ vào việc tôi được công nhận sau những gì làm được ở Sao Paulo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đội bóng vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ mà họ dành cho tôi. Chủ tịch câu lạc bộ Sao Paulo, Julio Casares, cho biết việc CBF mời ông Dorival Júnior tiếp quản ghế nóng cho thấy câu lạc bộ đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, ông cũng chúc ông Dorival Júnior gặt hái thành công ở đội tuyển quốc gia. Dù là cái tên chưa được biết đến nhiều trên thế giới, nhưng huấn luyện viên Dorival Júnior lại nổi tiếng ở Nam Mỹ trong những năm qua. Vị huấn luyện viên sinh năm 1962 đã thành công ở câu lạc bộ Flamengo khi giúp câu lạc bộ này vô địch Copa Libertadores 2022. Sau đó, ông chuyển sang làm việc ở Sao Paulo. Tại câu lạc bộ mới, ông Dorival Júnior đã giúp câu lạc bộ giành chức vô địch Cúp Quốc gia Brazil ngay trong năm đầu tiên làm việc. Trong sự nghiệp, huấn luyện viên 62 tuổi này chủ yếu dẫn dắt các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Brazil. Đây mới là lần đầu tiên ông làm việc ở đội tuyển quốc gia. Trước khi bổ nhiệm ông Dorival Júnior, CBF có ý định mời huấn luyện viên Ancelotti. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Italy đã quyết định gia hạn hợp đồng với Juventus. Ở thời điểm này, đội tuyển Brazil xếp thứ 6 vòng loại World Cup 2026 sau 3 trận thua liên tiếp. Nhiệm vụ trước mắt của ông Dorival Júnior là vực dậy đội bóng và thi đấu thành công ở Copa America 2024.